Có lần tranh luận về việc làm phim, bạn tôi bực mình mắng tôi một câu nghe rất lạ tai. Tất nhiên, chỉ có xúc vật mới có thể quay lưng lại nỗi đau khổ của con người mà chăm lo riêng cho bộ da của mình. Chữ nghĩa đến là nóng nảy và táo tợn. Tôi ngờ rằng lời lẽ ấy bạn tôi đã vay mượn ở đâu đó. Một câu nói như lời sấm truyền của Karl Marx, ông tổ của chủ nghĩa cộng sản khoa học, đã được đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Trần Văn Thùy khéo léo đưa ngay vào phần mở đầu bộ phim để tạo hiệu ứng đắt cho khán giả và cùng giải mã chủ đề chuyện tử tế. Nếu như ai đã xem phim Chuyện tử tế và nhìn nhận trong bối cảnh đất nước trước thềm đổi mới, mới thấy hết được bản lĩnh của đạo diễn khi dấn thân vào một đề tài gai góc như vậy. Bộ phim được sản xuất năm 1985, nhưng phải đến 2 năm sau mới được công chiếu rộng rãi và rồi lại bị cấm chiếu. Nhiều người tò mò rằng, vì sao một đề tài nhạy cảm như vậy mà vẫn qua được các cấp kiểm duyệt? Phim được quyết định chiếu trong bối cảnh nào? Nhưng điều đáng suy ngẫm hơn là vì sao tới tận bây giờ, sau 30 năm ra đời, bộ phim vẫn còn đậm tính thời sự. Tất cả đều được đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Trần Văn Thùy chia sẻ tại buổi gặp gỡ trong không gian của Cà phê thứ Bảy, nhân 30 năm phim Chuyện tử tế ra đời. Có lẽ lời đầu tiên cho phép tôi được cảm ơn tất cả các bác cao niên, các anh, các chị và các em, các cháu đã có mặt trong cái buổi hôm nay. Thật là cảm động. Mà cho phép tôi được nói luôn rằng sự hiện diện của tất cả mọi người chúng ta hôm nay ở đây, tôi khẳng định một điều, không phải là vì phim, không phải là vì tác giả, không phải là vì tác phẩm, mà những vấn đề là do cuộc đời đặt ra. Trong lịch sử điện ảnh Việt Nam chưa bao giờ có cái dịp mà để 30 năm mà làm một bộ phim XY nào đó, rồi lại chiếu lại, rồi lại gặp gỡ chuyện trò với nhau như thế này. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Việt Nam. Trở lại với câu chuyện của chúng ta thì có quá nhiều điều tôi muốn tâm sự, quá nhiều điều tôi muốn giải bày. Bởi vì hơn 30 năm qua không biết bao nhiêu điều chứa chất, mà lẽ ra bộ phim ấy phải lạc hậu rồi, lẽ ra bộ phim ấy không nên nhắc lại, lẽ ra bộ phim ấy nó phải chết rồi theo đúng mọi nghĩa. Nhưng đến bây giờ chiếu ở đâu người ta thấy nó mới tinh và nó rất thời sự. Đấy là một tai họa cho đất nước chứ không phải là một chuyện hay gì. Bởi vì cái thời điểm bây giờ so với 30 năm trước khi tôi bấm máy làm bộ phim này, nó tệ hơn ngày xưa rất nhiều. Mở mạng lên là thấy đâm, là giết, là hiếp, là cướp. Tất cả những cái việc mua quan bán chức, tất cả những cái việc các cháu bây giờ học hành tốt nghiệp không có công ăn việc làm, mà muốn có công ăn việc làm thì phải phong bì thật dày, đau đớn quá, xấu hổ quá. Tôi xin thề rằng tất cả những gì mà tôi trình bày với các anh các chị là điều tôi nói thật. Xã hội chúng ta sở dĩ không khá lên được là vì không nói thật. Chúng ta hay nói thật bởi vì mỗi con người chỉ là hạt cát trong một cái xã hội, có thể có điều đúng, điều sai, điều hay, điều dở. Nhưng nếu tất cả xã hội đều nghĩ một đằng nói một nẻo, đấy là một xã hội chết rồi. Xin thưa, điều này nó ám ảnh tôi. Mà có đấy là cái lý do mà tôi có thể làm những bộ phim mà các đồng nghiệp của tôi không làm, không dám làm. 30 năm trước thì tôi mới có 40 mấy tuổi thôi. Nhưng bây giờ thì mình đã 73 tuổi. Thành ra xem phim này nó khác. Có lẽ là chút nữa chúng ta sẽ hỏi thêm anh Thủy. Nhưng riêng tôi thì tôi nghĩ rằng là với cái tuổi già thì trước những cái đau khổ người đời, mình không còn nước mắt để mà rơi nữa. Đôi khi nó tự gọi là trai rồi, nhưng hôm nay thực sự là trước những cái gọi là tử tế, như cảnh như là bà mẹ bị hủy ấy, đúc tới hàng vạn viên gạch là chúng ta phải rơi nước mắt. Trước sự tử tế chúng ta phải rơi nước mắt, và bộ phim hôm nay cho tôi một cái nhìn nó không phải khác. Nhưng tôi rất cảm ơn anh Trần Văn Thủy, bởi vì nó làm cho ta sống lại những cái điều mà đôi khi tuổi tác nó làm chúng ta chai đi. Thì hôm nay là anh đã gợi lại và anh làm sống lại rất nhiều thứ. Anh Thủy hay nói là đây không phải là chuyện phim, không phải là chuyện của anh Thủy, mà đây là câu chuyện của tất cả chúng ta. Hôm nay chúng ta đến đây là chuyện tử tế. Thế chúng ta biết rằng là sự tử tế có lẽ là hệ giá trị đã bị mất. Cuộc sống mới chúng ta cần có một cái hệ trở lại cái hệ giá trị mà các cụ, những người tử tế đã có. Thế thì xin chúng ta làm cái cuộc gọi là trao đổi với người đã làm chúng ta rất là xúc động với cái câu chuyện này. Khi anh làm cuốn phim này thì anh có dễ dàng để thực hiện hay không? Vì anh nói nhiều câu trong đó, ngay thời đó cũng có thể làm khó khăn cho những người phụ trách của anh, vì nó ảnh hưởng đến những người cao hơn nữa. Bởi vì hiện nay nó vẫn ở lại tình trạng đó. Muốn nói thật
trong tác phẩm văn học hay là trong phim ảnh cũng khó. Đường lối lãnh đạo của nhà nước cũng như những chỉ tiêu, những chương trình công tác của các đơn vị văn học nghệ thuật, khoa học xã hội chỉ đạo xuống từng cơ sở, không có ai hướng dẫn, khuyến khích, tạo điều kiện để làm những bộ phim, những tác phẩm kiểu như thế này. Khi vào việc để mà làm phim, cái bộ phim này thì tôi quên mất tất cả cái thế giới xung quanh mình đi, quên sự kiểm duyệt, quên sự khó khăn, quên cả cái tiền bạc, quên cả cái việc ở nhà không có gạo nấu cơm. Vào đúng cái thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời làm phim của tôi là cái phim Hà Nội Trong Bát Ai vẫn bị cấm từ năm 82 đến năm 87. Trong hoàn cảnh hết sức là khó khăn, làm phim nhựa chứ không phải là làm phim phim băng như là television, đây là phim của cinema. Cái quy trình của nó làm là cực kỳ khó. Mà tôi đi các trường điện ảnh, kể cả trong và ngoài nước, để nói về việc viết kịch bản và tìm đề tài như thế nào. Tôi xin khai thật với các bác, các anh, các chị ở đây rằng tôi là một người không tử tế. Tôi hay viết một cái gì đấy rất trung bình, để cho người ta không chờ đợi gì ở tôi. Chưa nói cái việc là những người nó không đứng đắn, không tốt. Với phim tài liệu thì chỉ nghe cái tên thôi thì người ta đã có thể đạo cái ý của anh rồi. Tôi không dạy gì mà đi cúng tế cho những cái thằng đạo phim như thế, cho nên là tôi không bao giờ tôi viết đúng cái phim tôi làm. Viết kịch bản xong, ok, cấp phim, cấp máy, cậu đi quay. Về in tráng và toàn bộ cái copy travail ấy được duyệt, xem cậu đã bấm những cái gì. Sau khi mà xong cái copy travail nháp dựng ấy anh ạ, thì anh về anh được làm cái việc mông ta rồi. Thế thì ra lãnh đạo mới duyệt cái bản gọi là bản dựng hình. Thì xin thưa là nếu mà anh dựng xong, tức là anh viết lời bình mà được ok rồi, thì anh làm cái giai đoạn là hòa âm, tức là hình với tiếng vào với nhau trên một bản gọi là bản hòa âm, duyệt cái bản hòa âm. 7 lần duyệt như thế, cách nào mà lừa được. Cho nên là xin thưa anh Dương Thù với các bác, anh, các chị ở đây là cái chuyện mà phim nó thường thôi. Cái chuyện làm bộ phim ấy mới là chuyện đáng nghe. Phim xong rồi thì cái án Hà Nội Trong Bát Ai vẫn còn. Hà Nội Trong Bát Ai vẫn bị cấm. Trần Văn Thủy vẫn bị đọc lại lý lịch. Không có cách nào mà đưa cái bộ phim ấy ra cho giám đốc và hội đồng duyệt quốc gia duyệt. Phải duyệt chứ. Thì lúc bây giờ không thể nào mà vác một cái phim nó ngang xương như thế ra mà để duyệt. Trong khi cái Hà Nội Trong Bát Ai vẫn bị cấm thì chỉ có tự sát. May quá, thế nào nó lại xảy ra cái vụ Đại hội 6. Nó lại có cái nghị quyết 05. Rồi ông Nguyễn Văn Linh thì lại đi xem cái phim Hà Nội Trong Bát Ai của tôi. Trước đó là ông Đồng xem. Thú thật là sau khi bác Đồng xem xong, bác lặng người thì bảo ông bắt là chiếu ngay cho nhân dân xem. Ngày 25 tháng 9 năm 1987, Văn phòng Trung ương ra một cái văn bản là phải chiếu, phải khôi phục cái bộ phim Hà Nội Trong Bát Ai. Thì chiếu cho ông Linh xem. Thì ông ấy bảo là nếu nó chỉ có thế này thôi thì tại sao lại cấm? Hay vì trình độ của tôi có hạn mà tôi không hiểu được. Tôi thú thật với các bác, anh, các chị, tôi nghe câu đó tôi xúc động lắm. Thế sau đó thì trong cái giờ giải lao của ngày 6 tháng 10 năm 87 ấy, anh Lưu Quang Vũ thì có đến bên cạnh tôi bảo: Thủy ơi, ông Linh ông muốn gặp cậu. Khi tôi theo lời Lưu Quang Vũ ra đến trước mặt ông Linh thì tôi rất là cảm động. Công việc nó nhiều, việc nhà nước, việc đảng, việc mình là cái hạt cát, cái là cái quái gì mà. Thế thì ông rất ân tình vỗ vai tôi, ông bảo: tôi hiểu rồi, có ý kiến rồi, có văn bản rồi, để cho cái phim Hà Nội Trong Bát Ai được chiếu lại. Thế xong rồi chỉ một tích tắc sau, ông nghĩ thế nào đấy, ông nói câu này là: theo tôi thì đồng chí phải làm tập 2. Ông ấy nói câu đó thì hoàn toàn tự nhiên, ông ấy trong sáng, ông chẳng có nghĩ gì cả. Tôi mà: thưa Tổng Bí Thư nói gì ạ? Tôi nói là đồng chí nên làm tập 2. Tôi về nhà tôi bảo họa sĩ tên là Trịnh Quang Vũ ghi vào cái chữ tập 2 dưới cái generic của cái phim Chuyện Tử Tế. Tập 2 là ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí Thư. Cho nên khi vác ra phim này ra chiếu, làm gì có hội đồng duyệt nào dám có ý kiến, dám xem. Đấy là chỉ đạo của Tổng Bí Thư. Tôi nói thật với các anh các chị, khi ông Nguyễn Văn Linh qua đời, cũng giống như khi ông Đồng qua đời, nhà tôi để tang, để bàn thờ 3 năm. Một điều đơn giản là không có ông ấy, tôi bị bắt. Trời đất, hình như cuộc đời mỗi con người nó thế này, các anh các chị ạ. Đến bây giờ 75, 76 tuổi đầu, tôi ngẫm ra rằng mình không quyết định được mọi việc gì trên cuộc đời này cả. Mà hình như cuộc đời mỗi chúng ta nó được lập trình ở đâu đó, từ rất cao, rất xa, nó áp vào đời sống của chúng ta. Tôi
xem phim của anh từ cái ngày đầu. Thì tôi xem là tôi rón rén vào xem. Khi đó tôi còn bé bỏng hơn 30 tuổi. Thì ngày ấy là cán bộ của Phủ Thủ tướng. Thì trong cái này anh thuyết trình thì có cái câu là lập thân tối hạ thị văn chương. Xong anh cho dịch một cái chữ là theo cái đó là cái nghề là thấp kém, hèn mọn. Câu lập thân tối hạ thị văn chương thì ngồi đây có lẽ đến 80-90% mọi người đã từng nghe, đã từng hiểu cái đó. Câu đó nó hơi dỗi một tí, là mình làm mẩy một tí. Vâng, chúng tôi cũng là kẻ hèn nhỉ. Nguyên văn cái đó là người xưa có nói lập thân tối hạ thị văn chương. Nghề của chúng tôi là nghề hèn, nghề mọn. Hèn vì nghĩ nhiều mà không dám nói ra. Mọn vì cái làm ra cũng không mấy ai cần đến. Thực ra nó quá chính xác với cái thân phận của những trí thức đất nước này. Mà tôi phải nói luôn là tôi luôn luôn cảm thấy sự cô đơn trong suốt cuộc đời của mình khi mà va chạm với đời sống, cũng như khi gặp những cái cam go khó khăn mà người ta nghi ngờ tôi, người ta theo dõi tôi. Tôi là người sống cô đơn. Cô đơn ngay cả trong những cái việc mà đi tìm kiếm, đi nghĩ ngợi về mới một cái động cơ hết sức chính đáng và chân thành là làm những điều tốt đẹp. Mục đích cuối cùng là tác động đến đời sống chứ không phải tỏ ra mình là người uyên bác. Tôi nghĩ rằng anh Huy vẫn trung thực với chính mình. Đó quan trọng nhất. Nhưng tôi thì cũng là một đạo diễn trong thời gian đó, cũng làm truyền hình. Thì tôi xin hỏi anh, vì chúng ta đều như anh đã nói là chúng ta đều phải làm theo kế hoạch, làm theo chỉ đạo, phải duyệt tất cả các thứ. Thì cái ý tưởng làm hai bộ phim này nó xuất phát từ những gì? Tôi rất là cảm ơn câu hỏi của anh Trần Đức. Anh là một cái người nổi tiếng mà tôi mến mộ từ cái khi mà tôi còn là thanh niên. Mà nói thời xưa mà anh tường thuật bóng đá thì mọi người mê lắm. Hầu hết những cái phim mà theo sự chỉ đạo là tuyên truyền, là khẳng định, là cổ vũ, là lòng tin. Tôi không đi theo cái đường đấy. Tôi đi theo cái đường để làm sao chúng ta đánh thức được những cái tốt đẹp, những cái trách nhiệm của con người. Thì đấy là cái điều quan trọng nhất. Trong cuộc đời của tôi, bộ phim đầu tiên là bộ phim nói về cái sự thống khổ của người dân mình trong chiến tranh. Sự hy sinh to lớn như thế chúng ta mang lại cho nhân dân cái gì? Cho nên là mọi dấu hỏi của tôi bắt đầu từ đấy. Trong phim ấy thì có một cô thôn nữ rất là đẹp nhưng bị đạn thẳng, rồi phải vào đội du kích. Một ông lão nông, một đứa trẻ mồ côi, một nhà sư mất chùa, một bà mẹ mất con. Tên là Những Người Dân Quê Tôi. Đề tài thứ hai, tôi làm với tư cách là sinh viên của trường Đại học Điện ảnh Liên Xô tại Siberia, nói về đường sắt bay Kanamua. Về cái bộ phim mới đoạt giải vàng. Bộ phim thứ ba khi về nước là bộ phim Phản Bội. Bộ phim ấy là cái bộ phim gây chấn động, không những trong điện ảnh Việt Nam và làng điện ảnh quốc tế, bởi vì cực kỳ khó quay. Tù binh nó không biết, không hiểu, không nghe, mù chữ luôn. Bộ phim thứ ba, Hà Nội Trong Mắt Ai, nói về cách thức trị nước yên dân, cách thức cầm quyền và đạo đức của những người cầm quyền. Bộ phim thứ tư, Chuyện Tử Tế Cần Chứ. Mỗi một người ý thức rằng xã hội phải tử tế hăng. Xã hội có thể tốt đẹp ngay lên được là bởi vì con người với con người phải ăn ở với nhau tử tế. Trong những chuyến đi nước ngoài liên miên nhiều lần và nhiều thời gian và tiếp xúc với cái xã hội phương Tây, tôi mới vỡ ra một điều rằng tiền bạc không mang lại hạnh phúc cho con người đâu. Cái này nó cũ như trái đất rồi. Và xin thưa, chỉ có khi nào con người ta sống trong một cái không khí nó hiếu hòa, nó tử tế, nhưng thân thiện, tin cậy nhau, không phải đối phó, thì đấy là hạnh phúc tột độ. Để minh chứng cho cái đề tài về chuyện tử tế mà tôi làm hôm nay, nó còn có xuất phát từ điểm này anh Trần Đức. Xin thưa, vào năm 1992, lúc bây giờ thế giới, một số anh em đồng nghiệp rồi đài truyền hình thì họ đã quý tôi và họ biết tôi. Đài NHK của Nhật Bản lần đầu tiên mời một đạo diễn châu Á để thực hiện một bộ phim bằng tiền, toàn bộ thiết bị và tiền bạc của đài truyền hình NHK. Mà cái bộ phim ấy thưa anh làm về cái gì? Làm về cái làng Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Hà Bắc. Một cái làng nghèo làm một cái nghề đất nông 1000 năm nay làm thế nào thì vẫn làm như thế. Nghèo thì cực nghèo nhưng con người thật là tử tế. Cha mẹ thương yêu con cái, xóm giềng tình làng nghĩa xóm. Mẹ ghẻ nuôi con chồng, anh thương em. Mà cái làng ấy nó đúng là như thế thật. Nó lạ lùng lắm. Tên cái bộ phim ấy tôi làm là Có Một Làng Quê. Mang sang Nhật Bản, thưa anh các chị tại Tokyo. Khi họ xem xong cái bộ phim ấy thì tất cả vỡ òa. Và họ nói với tôi câu đầu tiên là tôi cảm ơn ông. Có lẽ ông làm được cái bộ phim này vì ông là người phương Đông.
Và hơn nữa, ông làm cái bộ phim này nó đụng vào tâm can của chúng tôi vì chúng tôi là người Nhật Bản. Và tại sao các ông lại đụng vào tâm can của các ông? Ngày xưa người Nhật Bản của chúng tôi đã từng nghèo như thế và đã từng tử tế với nhau như thế. Nhưng bây giờ người Nhật Bản chúng tôi giàu lên rồi thì cái thằng nó ở cạnh bức vách chúng tôi không biết là thằng nào cả. Ngày xưa đi ngang qua nhà thì bà ơi vào đây uống nước, hay là ông ơi cho tôi hớp nước. Nhưng bây giờ nó không có cái chuyện tình làng nghĩa xóm như trong cái bộ phim của ông nữa. Cái bộ phim ấy nó đánh thức chúng tôi rằng chúng tôi đã đánh mất một cái thời gian quá đẹp. Họ cho tôi một cái bài học là khi đời sống vật chất tăng tiến lên, nhà cửa xe cộ tiền bạc sang trọng lên nhé, com lê cà vát, thì cái đời sống tình người, tinh thần nó đi xuống. Đến một lúc nào đó chúng ta sẽ phải dừng lại, sức lại mà nghĩ rằng chưa hẳn là GDP, chưa hẳn là thu nhập bình quân đâu, mà những cái điều đó có thể làm ngay lập tức được, chứ không phải là chờ cái gì đâu. Thưa, để cho xã hội nó tốt đẹp lên ngay lập tức, giữ được thăng bằng con người thì tôi nghĩ quá dễ. Chỉ có một cái là chúng ta có muốn hay không, đủ sự khát khao, đủ dũng cảm để làm cái việc ấy hay không, chứ còn dễ quá. Ngồi đây tất cả các bác, anh, các chị, chúng ta đều có một cái mẫu chung, số chung rất là lớn, là chúng ta vô cùng khát khao làm sao cho cuộc sống tốt đẹp lên và xứng đáng với sự hy sinh của mọi người. Và chúng ta hãy hình dung là bao nhiêu triệu triệu con người đã hy sinh trong mấy chục năm chiến tranh, bao nhiêu thành phố làng mạc đã bị hủy diệt, và chúng ta tụt hậu so với khu vực là bao nhiêu năm. Và thưa, đến bây giờ mà chúng ta, cái tối thiểu là cái trong đầu chúng ta, cái nhận thức của chúng ta hãy đặt ra một cái điểm xuất phát để chúng ta kéo cái đoàn tàu của dân tộc chúng ta về miền đất hứa. Chúng ta vẫn thấy không rõ ràng. Vâng, xin cảm ơn đạo diễn Trần Văn Thủy đã cho phép cháu được phép hỏi vài câu. Bác có lời bình trước khi có ý tưởng dựng phim hay là quay phim xong rồi mới có lời bình ạ? Câu thứ hai là trong cái lời bình đấy thì có phải là có riêng của một mình bác hay là có những người cộng sự nữa? Cảm ơn cháu. Xin thưa là trong sách giáo khoa của nghề làm phim tài liệu, các thầy trong và ngoài nước, các thầy ở Việt Nam, ở trường đại học sân khấu điện ảnh và các nơi đều dạy rằng với phim tài liệu thì phải quay hình trước, đấy là nhất thiết, sau về là mong ta ra dựng hình, hình nó nói là chính, cho nên phải chú ý đến hình. Phim là phim thì phải hình nói chứ không phải lời nói, đây không phải radio, và sau đó viết lời bình sau, đấy là sách vở. Còn trong thực tế, trong công việc bếp núc và trong công việc làm nghề, tôi xin nói thật rằng với tôi thì không nhất thiết phải làm như thế. Với tôi có cái điều gì hay, có cái điều gì cần, mình phải viết ra trước, mình tìm hình, mình lắp vào sau. Mục đích của tôi là tác động vào cuộc đời và công việc, chứ không phải là mình biểu diễn cái việc mình làm nghề. Mà cái việc ấy thì không phải là mới. Xin thưa là các bác, các anh, các chị ngồi đây đều biết cái nền văn học nghệ thuật vĩ đại của nước Nga và của Liên bang Xô Viết ngày xưa. Một nhà thơ rất thân thiết với chúng ta mà đã đi vào lòng độc giả Việt Nam, đấy là cái bài Đợi Anh Về của Simonov. Nhưng khi ông ấy qua Việt Nam thì xin thưa là cái bài thơ cũng rất chấn động, cái tập thơ cũng rất chấn động của Simonov thời kỳ đó, là nỗi đau khổ không phải của riêng ai, nói về cái đời sống thực trạng, cái gian nan, cái vất vả của những người Việt Nam, đặc biệt là các cháu nhỏ trong chiến tranh thời kỳ chống Mỹ như thế nào. Simonov đã vào tận miền Trung. Mà xin thưa, một cái nhân vật lớn của tầm nhân loại như thế mà ăn cơm nắm cơm đùm rồi là vào tận miền Trung nằm hầm nằm hố để viết nên một cái chùm thơ như thế thì nó quá là đặc biệt, quá là vĩ đại. Tiếc rằng cái chùm thơ này nó không được lan tỏa như là nó xứng đáng nó có. Xin thưa là sau này khi mà Simonov về Nga thì cái bài thơ Nỗi đau khổ không phải của riêng ai được công bố ở trên các báo chí và các tạp chí của Nga thì mọi người sững sờ và thấy rằng nó hay quá. Thì một nữ đạo diễn thế hệ học trò của Roman Karmen là bà Marian Babak đã cầm cái tập thơ ấy, cháu chú ý nghe cái chi tiết này, coi như một cái kịch bản, cầm sang Việt Nam và thực hiện cái bộ phim cùng tên là Nỗi đau khổ không phải của riêng ai, phổ hình vào thơ của Simonov và trở thành một kiệt tác và về sau này được nhận nhiều giải thưởng quốc tế. Cho nên không có một cái lý thuyết nào cứng nhắc rằng mình phải làm hình trước hay là làm tiếng trước. Thật ra mà nói có rất nhiều điều tâm đắc trong cuộc đời. Cái chuyện tử tế vừa rồi là tôi viết trước rất nhiều. Xong tôi tìm hình, tôi lắp vào. Cái đoạn nói rằng vậy ra nghĩ cho đến cùng ở trên đời này không có một nghề nghiệp nào
không có một công việc gì và không có một con người nào trở nên tử tế nếu không bắt đầu từ tình thương yêu con người, sự trân trọng đối với con người và đi từ nỗi đau của con người. Tôi viết trước và tôi lấy mặt của chúng tôi lắp vào anh Trần Đức ạ. Còn câu hỏi thứ hai của cháu tình cờ thôi, nhưng mà đụng vào cái sự tự trọng trong nghề nghiệp của tôi. Tôi xin lỗi là làm phim tài liệu mà không viết lấy lời bình thì không phải là làm phim. Đấy là quan điểm của tôi, có thể có nhiều người quan điểm khác. Thầy tôi, một đạo diễn có thể nói là người ta gọi là Veliki Regisseur, tức là một đạo diễn vĩ đại, bậc một thế giới, Roman Cartman. Không bao giờ ông ấy để cho người khác viết kịch bản và viết lời bình. Kịch bản phải viết lấy, đấy là ý tưởng của mình, hồn vía của mình. Và làm xong, làm mông ta dựng hình xong thì mình phải viết lời bình lấy. Trong con mắt của tôi, những người làm phim tài liệu mà không viết lời bình thì bỏ đi. Người ta gọi phim tài liệu là loại phim phim tác giả. Khi gọi là phim tác giả có nghĩa là gần như anh phải làm từ A đến Z. Còn bây giờ thì không biết, thời thế hoàn cảnh mọi thứ nó đổi thay thì cứ phải mời nhà văn, nhà... Tôi thấy có những cái nhà văn, nhà thơ rất lớn, rất tiếng tăm, nhưng khi mời vào viết lời bình nó phá phim ghê quá anh Trần Đức ạ. Chỗ đó là chỗ của ông ấy bày, trình bày chữ nghĩa văn chương mà. Phim tài liệu không phải như thế. Bởi vậy tất cả những phim tôi làm, tôi đều làm kịch bản và tôi đều viết lời bình. Còn trên generic có thể để ông A, ông B cho nó vui vẻ. Tôi để generic thì những ai dây vào phim tôi để lên hết. Dù bấm một cảnh như anh Lưu Xuân Thư ở trong cái phim Hà Nội Trong Mắt Ai, tôi cũng để lên hết. Dù một cái kịch bản mà trước đó không hề sử dụng để làm cái Hà Nội Trong Mắt Ai của anh Đào Trọng Khánh, tôi cũng để anh Đào Trọng Khánh lên trên hết. Bây giờ tôi mới ý thức ra rằng cái việc để generic tên tuổi nó không phải là vấn đề danh lợi mà vấn đề trách nhiệm. Thế nhưng mà tôi thì một thời ngây thơ để tôi cứ để cho nó vui. Nhưng xin thưa khẳng định lại rằng lời bình này tôi viết 100%. Không có một chữ nào của người ngoài cả. Hà Nội Trong Mắt Ai tôi viết 1000% luôn. Còn tất cả những phim về sau này tôi viết. Nếu mà không viết được lời bình thì đừng làm phim tài liệu. Cảm ơn cháu đã hỏi một câu hỏi nghề nghiệp. Như nãy anh nói đấy, bây giờ chuyện tử tế nó càng xuống cấp. Vậy chúng tôi là những người đọc, những người bạn bè thì rất mong anh là có chuyện tử tế tập 2. Anh Nguyễn Như Mai là một nhà văn, là một nhà viết sách, là một cái nhà rất là quan tâm đến tương lai của thiếu nhi. Thì tôi chả dám hứa điều gì. Tất cả những cái bộ phim này nó cứ trên rời, nó rơi xuống thôi anh ạ. Gần đây nhất thì có một vài đề tài người ta yêu cầu tôi làm, nhưng cũng thú thật với các bác anh các chị là già rồi. Già rồi, từ từ thôi chứ không có mà đứt mạch máu, đột quỵ lăn ra đấy thì khổ vợ con. Từ lúc được đứng lên đây thưa chuyện với các bác anh các chị thì tôi nói hình như có vẻ là hơi thiên lệch, có vẻ hơi bi quan, đúng không ạ? Nhưng bây giờ chúng ta phải nói rằng trong cái phim Chuyện Tử Tế cũng đang có một đoạn nói rằng xung quanh chúng ta có nhiều người tử tế lắm chứ. Thực ra mà nói, nhiều lắm. Cho nên là truyền hình mà làm một cái việc mà việc tử tế mà thì tôi cho là quá hay. Mặc dù sau này thì anh Lại Văn Sâm có lên truyền hình trong một chương trình truyền hình trực tiếp thì anh ấy có trình bày và thanh minh rằng cái ý tưởng này thì là lấy từ cảm xúc từ khi xem cái bộ phim Chuyện Tử Tế của đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Trần Văn Thủy. Không có người tử tế làm sao chúng ta tồn tại được. Xã hội chúng ta còn rất nhiều người tử tế. Cái sự tử tế là rất nhiều, rất rất nhiều. Nhưng mà làm sao nó phải được tập hợp, nó phải được động viên, nó phải nâng lên và nó phải trở thành một quốc sách. Nhân dân dân chúng chỉ có thể tử tế được khi những người cầm quyền tử tế. Thượng bất chính thì hạ tắc loạn, các cụ ngày xưa nói thế. Còn tôi thì tài hèn sức mọn, tôi nghĩ được cái gì, tôi làm được cái gì thì tôi cứ làm, tôi sẽ cố gắng. Nhưng mà thôi thì cái gì nó có giới hạn của nó chứ không phải là mình hung hăng mãi được. Xin thưa là từ khi mà anh Dương Thụ mà anh tung cái chương trình của anh lên mạng và anh báo cho bạn bè thì không phải chỉ những người anh gửi mà họ nhận được. Họ lại còn gửi tiếp đi, cho nên là trên cái hộp thư của tôi bây giờ có mấy trăm cái mail. Hôm nay trước khi đến đây cách độ 2 tiếng đồng hồ thì tôi có lược mấy cái câu này cho phép tôi. Và những giờ phút cuối được tôi được trình bày cũng giống như là một cái gì đấy tôi đáp lễ lại những cái người mà có thình tình. Phim Chuyện Tử Tế có tiếng vang, nhận giải thưởng, vinh danh ở nước ngoài, còn ở trong nước có gì không? Xin thưa trong nước thì đấy, hôm nay có đấy chưa? Có cái việc mà 30 năm rồi vẫn nói chuyện với nhau, vẫn động viên nhau, vẫn nói về chuyện tử tế. Nhưng đứng về phương diện nhà nước thì bộ phim này, ở trong học các liên hoan phim quốc gia thì không có gì. Ở thế giới thì có giải thưởng ở liên hoan phim quốc tế Leipzig. Và
tham dự rất nhiều liên hoan phim quốc tế, bán bản quyền cho trên 12 đài truyền hình. Lần đầu tiên trong lịch sử điện ảnh tài liệu Việt Nam có một bộ phim tài liệu mang về cho nhà nước Việt Nam đến nhiều tiền đến như thế. Kể cả phim truyện cũng chưa bao giờ, tôi nói một cách rất chính xác. À, có câu hỏi rất thú vị là cái câu mà chỉ có súc vật mới có thể quay lưng lại nỗi đau khổ của con người, thưa ông có chính xác là của các Marx hay không? Tôi không dám bịa ra được. Cái câu đó là của Marx. Tôi nghĩ rằng nếu mà một bộ phim làm xong mà không biết mở đầu và kết thúc thì nó giống như một bức tranh vẽ xong mà không có khung, nặn xong tượng mà không có bục. Nguyên tắc làm phim của tôi với các học trò của tôi trong và ngoài nước, tôi đều nói rằng cái cấu tứ, cái lập ý, cái mở và kết thì nó phải ăn với nhau theo cái nguyên tắc rắn ngậm đuôi. Mở đầu, có lần tranh luận về việc làm phim, bạn tôi đã bực mình mắng tôi một câu nghe rất lạ tai. Tất nhiên, chỉ có súc vật mới có thể quay lưng lại nỗi đau khổ của con người mà chăm lo riêng cho bộ da của mình. Chưa nghe đến là nóng nảy và táo tợn, tôi ngờ rằng lời lẽ ấy bạn tôi đã vay mượn ở đâu đó. Cuối phim, đến đây mới nhận ra rằng lời bình của những người làm phim viết ra rất có thể là những điều vớ vẩn tầm phào, làm mệt lòng người duyệt kỹ tính. Còn lời của các doanh nhân thì thực sự là yên tâm, bởi đó là chân lý, là danh ngôn. Bởi thế cũng nên thay chữ hết của bộ phim nhỏ bé này bằng việc nói thêm rằng cái câu nóng nảy và táo tợn, nó lại repete, nó lại nhắc lại cái tiếng oang là tất nhiên chỉ có súc vật mới có thể quay lưng lại nỗi đau khổ của con người mà chăm lo riêng cho bộ da của mình. May thay lại là của các Marx tôn kính chứ không phải của bạn tôi. Xin thưa, lại phải nói câu này. Anh Dũng có nói với tôi là làm phim như kiểu cậu thì phải có võ, chứ không phải có thủ pháp. Đấy là võ. Xin rất là cảm ơn anh Thủy hôm nay đã mang cái phim Chuyện Tử Tế mà chúng ta đã từng xem cách đây 30 năm để chúng ta sống lại một cái con cái ký ức và chúng ta nhắc lại vấn đề mà em quan tâm. Và xin cảm ơn tất cả các bác, các anh, các chị đã đến cùng với đạo diễn Trần Văn Thủy và có không khí rất ấm áp như là trong gia đình như thế này. Thì chúc anh Thủy như mọi người mong, tức là sau cái câu chuyện tử tế mà anh bịa ra là tập 2 thì xin làm tập 1 cho. Và xin tất cả mọi người. Và... Có lần tranh luận về việc làm phim, bạn tôi bực mình mắng tôi một câu nghe rất lạ tai. Tất nhiên, chỉ có súc vật mới có thể quay lưng lại nỗi đau khổ của con người mà chăm lo riêng cho bộ da của mình. Chữ nghĩa đến là nóng nảy và táo tợn. Tôi ngờ rằng lời lẽ ấy bạn tôi đã vay mượn ở đâu đó. Biên tập bộ phim này cho hay, từ rất xa xưa, cha bác có dạy rằng tử tế có trong mỗi con người, mỗi nhà, mỗi dòng họ, mỗi dân tộc. Hãy bền bỉ đánh thức nó, đặt nó lên bàn thờ tổ tiên hay trên lễ đài của quốc gia. Bởi thiếu nó, một cộng đồng dù có những nỗ lực tột bậc và chí hướng cao xa đến mấy thì cũng chỉ là những điều vớ vẩn. Hãy hướng con trẻ và cả người lớn đầu tiên vào việc học làm người, người tử tế, trước khi mong muốn và chăn dắt họ trở thành những người có quyền hành, giỏi giang hoặc siêu phàm. Hôm nay 20 tháng 4 âm lịch, ngày giỗ đầu một bạn đồng nghiệp của chúng tôi. Cũng không hiểu sao
Đồng nghiệp của chúng tôi qua đời trong những năm qua, phần đông đều do một căn bệnh hiểm nghèo, bệnh ung thư. Nhà quay phim Nguyễn Quý Nghĩa, Nguyễn Quang Trình, nhà biên kịch Quang Minh, đạo diễn Tô Cương, nhà quay phim Phan Trọng Quỳ, đạo diễn Trần Thịnh, đạo diễn Xuân Thành, và bây giờ là Đồng Xuân Thuyết nữa. Chúng tôi đã theo Thuyết gần 2 năm trước khi anh qua đời. Vào những giờ phút cuối, anh bình thản nói: tôi mắc một bệnh khá là hiểm nghèo. Sau những cơn đau xé ruột, những lúc tỉnh táo, mình đọc cảm thấy rất thích cuốn sách này. Tôi đọc các cậu nghe một đoạn nhé. Tâm hồn con người nặng gấp 100 lần thể xác, nó nặng đến nỗi một người không mang nổi. Bởi thế, người đời chúng ta chừng nào còn sống, hãy gắng giúp nhau để cho tâm hồn trở nên bất tử. Ông giúp cho tâm hồn tôi sống mãi, tôi giúp cho người khác, người ấy lại giúp cho người khác nữa, và cứ như thế cho đến vô cùng. Sao cho cái chết của một con người không đẩy chúng ta vào tình trạng cô đơn trong cuộc sống? Các cậu thấy có lạ? Tâm hồn con người nặng gấp 100 lần thể xác, nó nặng đến nỗi một người không mang nổi. Người đời chúng ta chừng nào còn sống, hãy ra sức giúp đỡ nhau để cho tâm hồn trở nên bất tử. Ông giúp cho tâm hồn tôi sống mãi, tôi giúp cho người khác, người ấy lại giúp cho người khác nữa, và cứ như thế cho đến vô. Sao cho cái chết của một người không đẩy chúng ta vào tình trạng cô đơn trong cuộc sống? Trở về với cậu thì vui như Tết. Còn nếu có điều gì bất hạnh thì cũng chẳng có gì đáng ân hận lắm. Thì khi còn sống, chúng mình ăn ở với nhau rất là tử tế đấy, phải không? Thế nhớ chẳng may thì cậu có dối răng gì không? Nhưng dối răng thì các anh nhiều người quá thì cũng quên hết thôi. À này, mình có nghĩ là các cậu lên làm với nhau một cái gì đó, nó có thể bắt đầu từ tình thương yêu giữa con người chăng? Hoặc là đi từ nỗi đau của con người chăng? Khó đấy. Khó không phải làm. Còn nếu không làm các cậu mà vô tích sự phải không? Tớ đi trước, tớ sẽ kéo các cậu theo sau đấy. Cũng chẳng ân hận lắm. Bởi lúc sống chúng mình ăn ở với nhau rất là tử tế. Tớ cứ nghĩ các cậu nên làm với nhau một cái gì đấy, một cái gì đấy bắt đầu từ tình thương yêu con người, đi từ nỗi đau của con người. Không có gì thành thật bằng lời nói của người sắp qua đời. Từ đấy chúng tôi định bụng rủ nhau đi làm một bộ phim tử tế. Tử tế dù là tương đối, nhưng việc có lẽ không thành. Bởi cái chuyện vào nghề của người quay phim bộ phim này tuy cũ nhưng vẫn còn là một thí dụ đấy. Thời niên thiếu, anh ta ở nhà quê đi chăn vịt. Cái nghề chăn vịt nào có hứng thú gì. Một trưa hè mệt quá, anh ta chui bừa vào một cái lều để ngủ. Lũ vịt vô kỷ luật đã sục vào ruộng của hợp tác. Các bác ở ủy ban xã giận lắm, liền ghi chuyện đó vào lý lịch. Bên cạnh 4 chữ ký của các bác ở ủy ban xã có cả xác nhận của huyện và 2 chữ tối mật. Thế là đằng đẵng nhiều năm, không thể thi vào bất kỳ một trường nào, một ngành nào mà anh ta vẫn mộng mơ. Mãi sau tình cờ có một lớp quay phim, anh ta thi đại vào. Vậy là nghề chăn vịt với nghề làm phim như chúng tôi cũng chỉ cách nhau có gang tấc.
xin các ông đi chỗ khác cho chúng tôi nhờ. Không có quay quắt gì ở cái lò gạch của tôi cả. Gã có cái lò gạch xua đuổi chúng tôi là hắn bậy rồi. Chúng tôi ít ra cũng là người của nhà nước. Có giỏi thì cứ chụp cái cảnh chúng tôi sống thật như thế nào đi. Cứ bày đặt ra mãi thế mà các ông không thấy ngượng hả? Hình như hắn có cái lý của hắn. Đến như bọn trẻ con đã có lần tuét miệng cười và bảo chúng tôi rằng: à, các chú quay cái loại phim này, chúng cháu xem là chúng cháu hay buồn ngủ lắm đấy. Đâu phải đi, chúng tôi từng làm hàng trăm bộ phim nhân dân chiến đấu anh hùng như thế nào, nhân dân quyết tâm sản xuất như thế nào, nhân dân phấn khởi tin tưởng như thế nào. Những bộ phim đó đã đi vào lịch sử và một thời đã mang lại vinh quang cho chúng tôi. Nhưng phải nhận rằng chẳng có mấy bộ phim miêu tả nhân dân ăn ra sao, nhân dân ở ra sao, nhân dân đi lại sinh sống như thế nào, và nhất là nhân dân nghĩ ngợi, bàn tán những gì. Nhân dân, hai tiếng thật thiêng liêng. Chẳng thế mà nhân dân có mặt ở khắp nơi. Về văn hóa thì có nghệ sĩ nhân dân, hiệu sách nhân dân, giáo viên nhân dân, nhà hát nhân dân, báo nhân dân. Ở những cơ quan nghiêm mật thì có hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, tòa án nhân dân, viện kiểm soát nhân dân, công an nhân dân, quân đội nhân dân. Một thời chúng ta đã có những lời ca về nhân dân thực sự xúc động lòng người. Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh, anh em ơi, vì nhân dân quên mình. Nhiều khẩu hiệu đã trở thành tâm niệm của một lớp người phục vụ nhân dân, đầy tớ nhân dân, và cao hơn nữa là hiếu với dân, chung với đảng với nước thì đã rõ. Còn nội dung cụ thể của hiếu với dân theo anh là gì? Cái này tôi phải nghĩ đi. Nhưng anh hỏi làm gì nhỉ? Cứ nghĩ như con có hiếu với cha chẳng hạn. Chăm sóc cha lúc tuổi già, phụng dưỡng cha lúc ốm đau, thờ phụng cha khi qua đời, kế tục những mong mỏi hoài bão của cha còn dang dở. Hiếu phải đi đôi với thảo. Không thể đẩy cha mẹ ra lề đường kiếm sống mà lại cứ tự xưng rằng tôi là con có hiếu. Còn như đạt tới sự hiếu thảo với nhân dân thì ý nghĩa và nhân quả của nó còn to lớn hơn nhiều. Cụ Hồ có căn dặn rằng bất kỳ ở địa vị nào, làm công tác gì, chúng ta đều là đầy tớ của nhân dân. Cơm chúng ta ăn, áo chúng ta mặc, vật liệu chúng ta dùng đều là mồ hôi nước mắt của nhân dân mà ra. Vì vậy, chúng ta phải đền bù xứng đáng cho nhân dân. Người có lương tâm đều hiểu, không phải lúc nào và ở đâu, nhân dân cũng đã được đền bù xứng đáng. Có thể vì vậy mà ông Lò Gạch đã đối xử với chúng tôi, những người của nhà nước, chưa được mặt mà tử tế cho lắm. Chào anh. Theo anh thế nào là sự tử tế? Chịu. Thế nào là sự tử tế bây giờ là khó lắm đấy. Ý chị thế nào ạ? Có được phép nói thật không ạ? Xin mời. Vâng. Người mình được coi là tử tế thì theo tôi trên thực tế là người mình nhờ vả một cái gì đó về quyền lực hay là vật chất. Chữ tử tế thì thường chỉ ở miệng những người có tuổi hoặc những người hơi xưa. Bây giờ thì bận lắm, mấy ai có thời gian để luận bàn những chuyện xa xôi ấy. Xung quanh ta có nhiều người tử tế lắm chứ. Những người tử tế là người nhân hậu, thương yêu con người, ham làm điều thiện, lo việc công ích chứ không vì chức vụ hay bổng lộc. Theo tôi, những người bất hạnh, người cô đơn, người nghèo khó
và nhất là người trung thực. Họ chính là những người mong mỏi có sự tử tế hơn ai cả. Đây là một câu hỏi lầm cầm. Tử tế à? Các ông thử nghĩ mà xem. Người cần sự cứu giúp thì gặp kẻ muốn ban ơn, thành sự tử tế. Người xa cơ lỡ vậy, gặp kẻ cần tiếng thơm để toát tính những cái việc xa hơn, cũng thành sự tử tế. Tử tế làm cái gì đó, tế nhị, có đi có lại. Tử tế, các đồng chí làm phim thân mến nè, hai cái chữ đó, đó là gốc từ chữ Hán. Chữ tử là việc nhỏ nhất, mà tế là cái điều nhỏ nhất. Hai chữ tử tế cộng chung lại nó có nghĩa rằng là cẩn thận từ cái việc nhỏ nhất. Vì chữ tử tế chúng ta hiểu lâu ngày nó sai đi, nó khác đi. Cái tử tế không thể, tử tế thật sự đó, không thể có tiền mà mua được, không thể mong ước mà có được. Nó phải qua cái học hành, cái rèn luyện, cái giữ gìn, cái kế thừa mà có. Tử tế là bông hoa thơm, bông hoa đẹp của tình người. Ăn ở với nhau tử tế là lẽ thường tình, là niềm an ủi của người đời. Chỉ có đồ hủi mới ăn ở với nhau chẳng ra gì. Đồ hủi, xấu như hủi, bẩn như hủi, lười như hủi, không dây với hủi. Cũng là để hiểu những người mắc bệnh phong mà người đời vẫn gọi là người hủi ăn ở với nhau ra sao, chúng tôi đã gặp vài ba cảnh đời, thiết nghĩ cũng nên kể lại. Cháu có tên là Tú Anh, nhưng bà bảo cái tên Tú Anh nó Hà Nội quá. Mình thì người nhà quê. Bố cháu là Triền, bà gọi cháu là Triền. Thằng Triền một thời ít bạn, vì tiếng đồn khắp vùng mẹ nó là người hủi. Mẹ nó là người hủi thì bố nó bỏ đi luôn. Mẹ nó, chị Nguyễn Thị Hằng, phải bỏ quê lang thang bờ bụi, kiếm được đồng tiền bát gạo, đêm đêm chị lần mò mang về cho nó. Nỗi đau thể xác và nhất là sự sỉ nhục về tinh thần đã đẩy chị tới một quyết định: phải tự vẫn. Nhưng còn thằng Chiên, thằng Chiên phải có một nếp nhà trước khi mẹ nó qua đời. Vậy là đêm đêm chị lần về, và bằng hai bàn tay cùi cụt co quắp không đủ ngón đốt, đã đóng 18.000 viên gạch. Hỡi những người lành mạnh và tử tế, 18.000 viên gạch đêm lạnh buốt và đau đớn. Khi ngôi nhà đã dần hình thành, mẹ thằng Triền, một người hồi, còn có một ước vọng rất thơ mộng, là viết để lại cho con những dòng thơ tâm sự. Sổ thơ của người hồi có cả ảnh và thơ của blog. Chữ viết của người hồi có bao giờ thẳng hàng. Túp lều nát rùng mình trong gió rét, chiếc nôi nghèo run rẩy giữa đêm đông. Bố bỏ đi biệt xứ chẳng một lời, thế là hết, chẳng còn ai chăm sóc con ư. Tội nghiệp cho Tú Anh cái tên trong sáng, như chim non bé bỏng mồ côi. Mẹ nghĩ phải gắng sống, sống vì con, gắng làm cho con một nếp nhà xinh. Đó là nếp nhà mẹ chịu nắng sương, chịu cái rét giá của đêm dài cô quạnh. Tạo hóa bao giờ cũng có nhân có quả. Mẹ thằng Triền đã được các thầy thuốc tận tình cứu chữa và đã qua khỏi. Nhiều lần dắt con đi bên bờ sông Trà Lý, nhắc đến tên các thầy thuốc chạy chữa cho mình, chị đã khóc. Nhiều đồng nghiệp của tôi và tôi nghĩ ngợi, thế là mình đã dành gần toàn bộ cuộc đời cho nghề thầy thuốc. Trải qua một thời gian dài, rất dài, chúng tôi mới chiêm nghiệm được một điều rằng, để thấu hiểu nỗi đau của con người không phải là một việc dễ dàng gì.
Lần tìm chuyện về những người Phong cũng nên đến trại điều trị Phong Quy Hòa. Ở đây chúng tôi gặp mặt đông đảo các thầy thuốc. Câu hỏi của chúng tôi: thưa các thầy thuốc, ai là người tận tâm chạy chữa, chia sẻ với người Phong ạ? Các bà sơ, chuyện đó phải kể đến các bà sơ. Các thầy thuốc, trong đó có những thầy thuốc từ khi rời ghế trường y cho đến bây giờ đã hai thứ tóc, làm việc ở các trại Phong, đều trả lời chúng tôi như vậy. Sĩ thời tiền chiến, Lâm Bệnh Hồi đã qua đời tại đây gần nửa thế kỷ trước. Các sơ kể rằng, thời Hàn có hai điều các sơ để tâm. Thứ nhất là thời ấy, do ít hiểu biết, người ta thật tàn bạo với người Phong. Thứ hai là khi Hàn lâm bệnh, rất nhiều người xa kẻ gần, kiếm thuốc, tìm thầy, chạy chữa cho Hàn rất công phu, tốn kém. Nhưng điều đáng nghĩ ngợi là phần lớn họ đều giấu tên để Hàn khỏi mang ơn. Xem vậy thì thời Hàn cũng có những người ăn ở với nhau đến là tử tế. Chúng tôi sực nhớ lại lời thề Hippocrates treo ở giảng đường Viện Gia Liễu: tôi xin hứa và thề nhất luật tuân theo những ước lệ của tính thanh cao và lòng chính trực trong khi hành nghề. Tôi sẽ chữa bệnh không lấy tiền cho những người nghèo khó và không bao giờ đòi hỏi được thù lao quá với công sức của mình. Tôi chỉ mong mọi người dành cho lòng quý mến. Nếu tôi làm đúng lời thề, lời thề Hippocrates là một lời thề tử tế. Từ lâu lắm, loài người đã cố tìm những lời đích thật để thề. Thề vì con người, vì lòng tin và sự đau khổ của con người. Dần xa lánh những lời thề vu vơ. Chúng tôi hỏi: thưa, đâu là nơi bắt đầu để các sơ yên tâm tận tụy phục vụ người mắc bệnh Phong ạ? Dạ, chỗ bắt đầu của chúng tôi và đồng nghiệp là lòng tin. Vâng, nếu không có lòng tin thì con người không thể sống với con người được. Con người đã từ lòng tin thần thánh, lòng tin tôn giáo mà đến với lòng tin có tin vào những cái đích thật. Lòng tin vốn tự nhiên và mãnh liệt. Lòng tin vốn không thể vay mượn, áp đặt hoặc tước đoạt. Mất lòng tin là mất tất cả. Bi kịch lớn nhất chưa hẳn là do nghèo túng, mà là do mất lòng tin. Khi con người không tìm ra cái đích thật để mà tin, khi giữa cuộc đời và thuyết giáo lại là một khoảng cách quá xa. Có muôn vàn thí dụ. Trước ngưỡng cửa cuộc đời, những đứa trẻ thơ ngây được chúng ta dạy rằng: các em yêu quý, các em là những đứa trẻ hạnh phúc, vì các em là con hồng cháu lạc. Giang sơn của các em là gấm vóc, thiên nhiên ưu đãi, tài nguyên giàu có, tiền rừng, bạc biển. Cũng ở một lớp học như vậy, ở nước Nhật, thì người ta dạy con em người ta rằng: các bạn nhỏ yêu quý, các bạn là những đứa trẻ bất hạnh. Bất hạnh bởi các bạn sinh ra ở một đất nước hoàn toàn không có tài nguyên, không hề được thiên nhiên ưu đãi. Một đất nước đã từng thua cuộc trong chiến tranh,
gương mặt của đất nước này, tương lai của các bạn là trong tay các bạn. Giá như một lần chúng ta dạy con em rằng, các em ạ, cái nhục của sự nghèo khổ cũng chẳng kém gì cái nhục của sự mất nước. Đừng nghe những lời tâng bốc hão huyền, vì các em ạ, bi kịch và cả hài kịch thường xảy ra ở bất cứ đâu khi giữa cuộc đời và thuyết giáo là một khoảng cách quá xa. Chào các em, theo các em thì xung quanh chúng ta cái gì là vĩ đại? Cháu chịu. Nào em. Vĩ đại thì cháu nói thật là cháu chỉ được nghe chứ cháu chưa được nhìn thấy. Thế thì theo các chú cái gì là vĩ đại cơ ạ? Theo tôi thì vĩ đại nhất là được tạo dựng lên trên trái đất này là con người, chính là con người. Nhưng tạo hóa đã không sinh ra một loại sinh vật nào chịu nhiều đau khổ hơn con người và khát khao sự tử tế hơn con người. Thật vậy, một nhà văn từng viết: con người là một sinh vật không bao giờ chịu sống thúc thụ. Nó luôn luôn muốn vươn tới cái tuyệt vời, cái vô biên, cái vĩnh cửu, là những mục tiêu mà mãi mãi không bao giờ đạt tới. Còn cuộc đời thì biến động, chẳng chờ đợi con người. Người quay phim của bộ phim này một lần đi tìm cảnh ở phố chợ Đầu Ô, tình cờ gặp lại một người mà thời ngồi trên ghế nhà trường anh ta hằng kính trọng. Đó là thầy chủ nhiệm Lê Văn Chiêu. Cũng phải nói ngay rằng, thầy Chiêu không bằng lòng cho quay những cảnh thầy bán rau. Lòng thầy trong sáng, thầy cho rằng như vậy là bôi bác chế độ. Do vậy, những cảnh này trò của thầy không dám bấm máy, mà nhờ một người khác quay lén. Thầy Chiêu đã nhiều năm gắn bó với ngôi trường này, trường phổ thông Tô Hiệu, huyện Thường Tín. Ở đây, thầy là một giáo viên dạy toán giỏi, chuyên luyện cho các em ở cuối cấp đi thi. Những nhận xét của thầy chủ nhiệm Lê Văn Chiêu trong học bạ của trò, nay là người quay phim của bộ phim này. Người học trò, cậu bé chăn vịt đảnh đoảng năm xưa, thì trở thành người quay phim. Người thầy chủ nhiệm, giáo viên dạy toán giỏi, chẳng hiểu đã đi bán rau từ bao giờ. Bây giờ thầy hiểu rau quả, thời vụ, chẳng kém gì hiểu môn toán mà thầy đã yêu. Mùa rau rút, thầy bán rau rút. Mùa cà chua, thầy bán cà chua. Mùa rau muống, thầy bán rau muống. Chuyện tình cờ, anh Xích Lô này được mời lên màn ảnh cùng một thời với người đạo diễn và biên kịch của bộ phim này. Vào những năm đánh Mỹ ác liệt nhất ở miền Nam, vợ chồng anh có mặt ở chiến trường khu 5. Chị là bác sĩ, anh là chiến sĩ an ninh của khu ủy. Năm 1973, anh chuyển sang phái đoàn quân sự 4 bên và cuối cùng là vào chiến trường Tây Nam. Anh tên là Trần Thanh Hoài. Con người ta sau khi làm tròn bổn phận với Tổ quốc thì cần phải kiếm sống, đừng có công thần và mặc cảm. Kiếm sống bằng chính sức lao động của mình là điều trong sạch lắm chứ. Hoài cởi mở và tự tin vào nghề nghiệp hiện tại của mình. Khác với thầy giáo Chiêu, có lần anh đã hồn nhiên hỏi chúng tôi: này, tại sao phim ảnh văn nghệ các ông không mấy khi lấy đám Xích Lô chúng mình làm nhân vật chính nhỉ? Thì chúng tôi đang quay phim ông đấy thôi. Nói thế cho qua chuyện, chứ nghĩ ra cũng lạ. Lạ vì khi chúng ta chưa có chính quyền trong tay thì nhân vật của văn nghệ chủ yếu là những người nghèo khổ. Một bác phu xe, một bé bán báo, một bé đi ở, một bà mẹ nghèo, một tiếng giao đêm. Ngày nay khi quyền hành đã về một mối thì những người nghèo khổ bất hạnh trong văn nghệ bỗng dưng biến mất, y như đồng bào của chúng ta bây giờ rất xa lạ với sự nghèo khổ,
hoặc giả những người nghèo khổ đã chạy sang thế giới bên kia cả rồi. Ăn ở với nhau như vậy thì không những chưa được tử tế cho lắm mà còn đáng sợ. Đáng sợ hơn chính là sự rốt nát. Loài người cũng chưa có một bộ luật nào xử lý đến tội rốt nát, và cũng chưa có một cơ quan thống kê nào tính đếm đến những hậu quả do sự rốt nát gây ra. Suy cho đến cùng thì mọi cái chuyện đau lòng của xã hội nếu có đều bắt đầu từ sự rốt và nát. Không có ai định nghĩa chính xác hơn người sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản khoa học: rốt nát là sức mạnh của ma quỷ. Nếu sa đà vào việc luận bàn về sự rốt nát và sự thông thái, tôi e rằng đó là chuyện muôn thuở. Người đời có nói phú quý sinh lễ nghĩa, bần hàn sinh đạo tặc. Có lẽ vấn đề đó gần với chúng ta hơn. Khi đời sống vật chất tồi tệ, bất công thì nhân tính bị xói mòn, thiện ác lẫn lộn. Chống sự suy thoái của đời sống chính là chống sự xói mòn nhân tính. Nếu nhân tính bị xói mòn, con người phải nói thật rằng không phải trong hoàn cảnh nào cũng có thể sống tử tế và nghĩ ngợi những điều nghiêm chỉnh được đâu. Bạn nghĩ gì về chữ hạnh phúc bán la liệt ở phố Hàng Mã? Con người đã viết 1 tỷ cuốn sách để định nghĩa thế nào là hạnh phúc và tìm kiếm hạnh phúc. Sinh thời, Marx viết: hạnh phúc của một người là làm cho nhiều người được hạnh phúc. Trên lề đường của chúng ta có rất nhiều người một thời đã hồn nhiên ý thức như vậy. Người chữa xe đạp bình thường này chẳng hạn. Hãy theo ông ta, ông Trần Xuân Tiến, về nhà tìm lại những kỷ niệm quý giá nhất của thời trai trẻ. Ông tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử vào giải phóng thủ đô năm 1954, có mặt trong đại đội chủ công tiến công đầu tiên vào cứ điểm Khe Xanh, được tặng danh hiệu dũng sĩ diệt xe cơ giới, 8 lần bị thương. Dũng sĩ Trần Xuân Tiến đã về già, có cháu nội cháu ngoại. Ông vẫn là người rất mực thật thà và tử tế. Con người trên mình 8 lần mang thương tích, không thể không nói đến nỗi đau thể xác. Nỗi đau thể xác, mối lo về miếng cơm manh áo hàng ngày có đấy, nhưng thật là nhỏ bé so với nỗi đau tâm hồn, những hiểu biết, nghĩ suy về họ mạc, đất nước, đồng bào. Loài bò sát như con kỳ nhông, khi nó nằm ở trên đống lá khô thì nó màu nâu, khi nó ở cành đá xanh tươi thì nó màu lục, nhưng nó rất tinh khôn. Nó tìm cách băng qua lửa cháy mà người không hề bị xây xác. Có những con người cũng giống như loài kỳ nhông, họ vòng vo tinh khôn, chẳng bao giờ để lộ một cái gì có thể phương hại đến bản thân mình. Chúng ta còn khốn đốn nếu có những người không thật, nếu có nhiều điều không thật, nếu có nhiều sự việc không gọi bằng đúng cái tên thật của nó. Không, không thể khốn đốn mãi được. Rất nhiều người cũng như tôi, chúng tôi tin tưởng một cách sâu sắc, chắc chắn là dù đông tây kim cổ, bất cứ thời nào, đạo lý và sự tử tế không mất, không bao giờ mất, vẫn trường tồn bất biến. Sự tử tế luôn luôn có mặt trong đời sống của chúng ta,
thiếu hẳn nó thì chúng ta cũng không còn là con người nữa. Chúng tôi cho rằng một dân tộc, một xã hội có phải chìm đắm ở trong khốn đốn vong nô thì cái sự tử tế và cái sự hoàn thiện vẫn tồn tại nguyên hình trong đó. Nó là cái đích để tập hợp, là ánh sáng để vươn tới. Tôi cũng tâm niệm như vậy, nhưng khi đã đạt tới một sự hoàn thiện, một sự tử tế như mong muốn thì tiếc thay, đánh giá chúng tôi có lẽ đã dục nhau sang thế giới bên kia rồi. Và cuối cùng thì sau một cuộc đời tử tế hoặc không tử tế, dài lâu hoặc ngắn ngủi, mọi người đều được tạo hóa cho một cái quyền bình đẳng là trở về với đất. Có người cứ nói bừa rằng chết là hết, nhưng thực ra chết và con đường đi đến cái chết cũng nhiều chuyện lắm. Ví như trong đám có giọng thành kính xót thương: tiếc thay, ông ta là một người ăn ở tử tế. Hoặc bật ra: đáng đời cái lão chúa xu thời. Có lẽ chẳng mấy ai biết lắm chuyện về những người chết bằng những người đào mộ. Âu đây cũng là một dịp để làm quen. Cái công việc nắng mưa nặng nhọc này đôi khi bị coi là tận cùng của xã hội, lại cần cho bất cứ ai, cho ông, cho bà, cho tôi và cho tất cả. Và không hiểu bởi một lý do gì chúng ta thiếu đi một tấm lòng cần thiết đối với họ. Cùng với người đào mộ, có nên nghĩ ngợi rằng làm sao để khi từ giã thế giới, ta không chỉ nằm xuống như một người tử tế, mà điều quan trọng là ta có thể từ giã một thế giới tử tế hơn, trong đó con người được chăm lo hơn. Vậy ra, nghĩ cho đến cùng, ở trên đời này, không có một nghề nghiệp nào, không có một công việc gì, và cũng không có một con người nào trở nên tử tế nếu không bắt đầu từ tình thương yêu con người, sự trân trọng đối với con người và đi từ nỗi đau của con người. Khi bấm những cảnh cuối của bộ phim này, người trông coi mồ mả, giám đốc căn nghĩa trang Hà Nội, cháu gọi nhà văn Ngô Tất Tố là bác, đã chép miệng bảo chúng tôi rằng: rõ chán, chuyện các anh cũng như trái đất. Tôi ở với người chết đã lâu rồi, có cái hay họ chẳng thèm tranh cãi với bao giờ. Dĩ nhiên nếu họ tranh cãi và nếu họ tham gia tranh cãi thì ối đều phải bác bỏ, kể cả tôi là người quản lý họ và cả cái phim canh đang làm. Vâng, thì có gì mới đâu và có dám tranh cãi gì đâu, khi mà ở đây trong cái nghĩa trang bình dân này có mặt rất đông những người giỏi chữ nghĩa: cụ Nguyễn Huy Tưởng, cụ Vũ Ngọc Phan, cụ Xuân Diệu, cụ Nguyễn Tuân và nhiều cụ khác. Có dám tranh cãi với ai đâu và có gì mới đâu, chỉ thương người bạn đồng nghiệp xấu số lúc sống và lúc chết đều vui lòng để chúng tôi quay phim. Nỗi bất hạnh to lớn trong quá khứ của gia đình cậu ta kể ra ở đây không tiện, vậy mà vẫn đùa bỡn cho đến lời cuối. Cậu ta bảo rằng: tớ rất muốn sống để xem cái phim của các cậu làm về cái chết của tớ như thế nào. Trải qua một thời gian dài, rất dài, chúng tôi mới chiêm nghiệm được một điều rằng để thấu hiểu nỗi đau của con người không phải là một việc dễ dàng gì. Vâng, không thể là một việc dễ dàng gì, nhất là khi ta không sống cuộc sống của người đời.
chỉ có sống cuộc sống của người đời, chia sẻ những nỗi buồn và niềm vui của người đời, thì may ra mới tìm được, hiểu được, nghĩ được và làm đúng được đôi điều. Nhưng cũng như chúng tôi, ít có mấy ai lại lầm cầm từ chối một cuộc sống đầy đủ hơn, quyền thế hơn, để sống cuộc sống như mọi người. Cái nghịch lý là ở chỗ đó. Và cuối cùng, dù nhọc lòng mất công, những điều chúng tôi, những người làm phim biết được chỉ bằng giọt nước, còn những điều chưa biết lại là biển cả. Đến đây mới nhận ra rằng